chào Chúa. Chúa ơi, ngày nay chú có đến Tây Ninh, đến nhà của cô Dung. Cô nói chuyện chú Hà, ấy chú Ba nói chuyện chắc là hay. Rồi chiều nay đến nhà của cô Loan là có cái sự màu nhiệm gì, hoặc là có những cái gì bí ẩn có thể là chú Ba giải thích được một phần nào không chú Ba? Chào đồng bào trong nhà này nữa. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Chúng Tôn Đại Chúng Tôn. Nam mô Vô Cực Từ Tôn Thanh Thiên Bách Chủ Nhân Cung Thế Mẫu. Ôm Rương Ma, Ôm Rương Ma, Ôm Rương Ma. Xin chào đồng bào trong nhà ngoài nước. Thì để có hỏi vấn đề này thì sáng giờ mấy để mình cũng đi đến chỗ của Hồng Vân á, thì mình cũng có chia sẻ vào chỗ của Hồng Vân mà mình đó. Thì ngày hôm nay thì đi thêm một điểm nữa thì cũng Tây Ninh, thì cũng chỗ Cô Loan cũng có mời cũng để đến giữ cái gì những cái cúng bà vậy đó, cũng đến đây thì nói chung ra thì đi đến đâu thì tôi cũng mới nói, nếu mình đi đến đâu thì mình cũng có một cái là cũng có một cái lực lượng ánh sáng điển quang của cha mẹ mình đó, càng không vũ trụ thì lúc nào đi nó cũng có được tốt. Thì đó thì ra là nó vậy, tại những cái này hỏi thì tôi trả lời nó ngắn nó như thế thôi, chứ nó cũng không có lòng vòng, thì đi phải có vấn đề hết. Rồi sáng này đằng kia thì cũng nơi nào cũng có hết, tại vì những nơi đây cũng mấy cái huynh đệ của mình Châu Đài cũng giống như mình thôi, mình không có phân biệt vấn đề đạo này đạo kia hết, mình biết đi đến đâu thì cũng tốt cho tới đây ai cũng đều tốt như tôi đã nói đó. Bây giờ sắp sửa đến một cái hiệp nhất tam giáo nguyên kia thầy đều nói đó, bây giờ mình không phân biệt, mình dám cố gắng làm sao để hiệp với nhau những cái sứ mệnh, là mình nói sứ mệnh thì thấy nó cũng hơi nặng nặng hình như là thôi, để cũng nói vậy thì đó như lúc nào mới có à, nói như vậy đó. Dạ chú Ba ơi, có những bình luận đó chú Ba, người có một vị là hỏi chú Ba là xưng ông này ông nọ, rồi xưng lục tổ, rồi nam vua Hằng Nông, ông xưng nhiều lắm, rồi họ nói là xưng như vậy, rồi học sấm giảng nữa, rồi chú Ba nói xưng như thế là mình có cái gì không chú Ba, có cơ gì, có mục đích gì hay không chú Ba, là họ khuyên là chú Ba đừng có nên xưng như vậy nữa. Thì cái vấn đề này á, thì tôi cũng biết vấn đề đó, nhưng mà trong khi lúc mà mình đã nhìn ra hai cha và một mẹ rồi đó, thì mình đã nhận cái lệnh của cha, tôi nói cái tiếng cha của Kiều Nguyễn Tá thì gia thì có người cũng phản kháng lắm, nhưng mà tôi nói thì tất cả huynh đệ trong ngoài nước thì các tôn giáo thì để ý, tôi kêu để ý hoài, nhưng mà nhận sứ mệnh thật, tôi luyện xong rồi tôi phải đi ra. Nhưng mà đi ra làm việc á, thì ổng cũng đã định ngôi cho mình là mình là ai, chứ không phải là riêng mình anh tôi là tự tôi đặt. Đó thành ra là sự thật, phong cho tôi là cái gì đã gì khai ngộ rồi, tôi biết rồi. Nhưng mà đến cha Kiều Nguyễn Tá ông cũng nói là mình là như vậy đó. Nhưng mà đến đi ra làm việc đó, thì bao nhiêu lúc trước thì người ta xưng dữ lắm, hiện giờ người ta cũng xưng tràn gian. Nhưng mà bây giờ là mình đi ra làm việc thật, mới tôi nói ăn thật, nói thật và làm thật, nếu không có thì tử hình. Tại vì đúng ra tôi không cần nói thêm gì tất cả, là mình nói là cây lúa này đó là tôi đã làm bao nhiêu ngàn chậu đến tiền hay ngộ được của chú Trọng, mà chú Trọng biết được là đến với chú Trọng thì là ban giải cho cả thế giới 12 chậu là 12 ngày đêm là không còn sống gần động đất. Lúc đó thì tất cả là trên đất nước Việt Nam và toàn thế giới, lúc đó ta mới đầu phục, Việt Nam mới đầu phục hai cha một mẹ là thầy mình đó, thì như vậy đó. Đúng ra tôi nói nhiều đó đủ ông chức tôi cũng có nói, nhưng kế đây cái nhân viên như thế nào đó cũng tùy theo. Nhưng mà trong cái thời gian nó ẩn nhẫn này đó, thì tôi cũng phải có thời gian để tôi đi nói. Rồi vấn đề xưng á, thì xưng á, thì tôi bảo đảm là lúc trước xưng á thì rất là nhiều người xưng rồi, nó đã dính vào đó rồi. Có người cũng là chìm nổi lên xuống là nó có thật. Nhưng đến ngày hôm nay tôi xưng là không phải là xưng để lấy cái danh hay cái lợi tất cả nhân dân, nhưng mà đây là phải có trong nằm trong giáo lý. Ví dụ tôi nói là Đức Lục Tổ, hoặc là
là vua Thần Năm này kia rồi đó, thì mấy cái đó nó có cái danh hiệu trong cuốn giáo lý hòa hảo của mình. Nhưng mà thầy mới kêu mình tìm về giác đánh chân như, rồi biết mình là ai, là mình phải đi làm nhiệm vụ, phải làm gì, thì cái đó đương nhiên là mình phải dựa vào cái đó để mình nói. Nhưng mà cái tên gọi đó thôi, cái tên đó nó không có cao thượng như Đức Lục Tổ đâu mà gọi là cao đâu, thấy không? Rồi có thầy nói là à, tin thầy là, thì thầy nói thầy đi đằng nào trò đi đằng đó, thầy là Phật, thì tức là mình nói mình là Phật được, mình Phật sẽ thành. Như ngày xưa Phật cũng nói ta là Phật đã thành, cốc con là Phật sẽ thành, thì cái Phật nó phải cao hơn các vị đó nhiều. Cái thần với tổ này đó là toàn bộ là nó rất nhỏ, tại ngày xưa giờ mình xuống đây đó, mình là tiên, là thánh, là Phật. Nếu thành ra xuống đây cõi này để tôi luyện, tôi cũng nói hoài đó, thì mình xưng những cái cấp nhỏ này đó, mình khai ngộ, mình biết mình là ai, trở lại làm gì, bao nhiêu tiền kiếp để làm việc chỉ cha mẹ mình sắp đời đời kiếp kiếp đó, để mà chống cái cuộc quỷ diệt này. Nó như bây giờ thầy nói duyên lành gọi được cùng điên, chẳng qua kiếp kiếp thiện duyên cũng phần, hoặc là cái câu là tù sư kia sắp đặt nó lâu đó, thì thầy đã sắp hết, ai ai nhiệm vụ ai giống như tay vô kiếp, không ai chàng qua được. Nó thì bởi vì mỗi người có một cái sức mạnh riêng hết, không ai chàng qua ai được hết, đến ngày giờ thì người đó sẽ xuất hiện. Nhưng mà cái giả nó xuất hiện quá nhiều năm nay rồi à, rồi bắt đầu bây giờ có cái thiệt đi, người ta cũng cho cái giả rồi, nói xưng là sẽ xẹp. Nhưng tôi xin công bố một lần nữa, lần này tôi nói bằng thật, ăn thật, nói thật và làm thật, là thực hành thiên cơ, chứ không phải là nói việc thiên cơ mà xưng là xẹp. Tại đó trong giáo lý thầy có biểu hiện sau này, có một vị đó trở lại tên như thế, thành ra tôi mới khai ngộ. Từ cái khai ngộ mình biết mình là ăn, tại mình đã có thiền định của hai cha và một mẹ, chứ không phải tự nhiên nó có. Thành ra cái này xưng tôi bảo đảm tỷ tỷ phần trăm không có sẹp. Nhưng mà tôi kêu để ý đi, rồi đừng có bao giờ là nói vấn đề xạo hay là xe tiêu hay gì, là không phải giống như ngày xưa. Nó làm ra tôi cũng thường nói hoài. Như ngày hôm nay đó, thì có cái câu hỏi như thế đó, thì đi cái này tôi cũng đi là một cái tâm linh, là tất cả là huynh đệ là ở đâu bây giờ là nhận cái sứ mệnh của cha mẹ mình rất là tràn gian, nhưng mà có người ta nói ẩn, ta không dám thôi. Nhưng mà những người nào á, khai ngộ và nói trước là điện cho tôi và giống tâm ý đó, thì là được hết. Tại vì lần lần một người hai người nó khai hết. Thành ra tôi nói cái xưng này là tôi bảo đảm tỷ tỷ phần trăm không có sao hết đó. Nhưng mà phải có một vấn đề như vậy đó, để người ta mới biết à, bây giờ trở làm nhiệm vụ đó à, vì là có thật. Nó như ngày xưa Đức Lục Tổ là bắt đầu đắc đạo rồi mới là dân lệnh thật về Trung Quốc, rồi sang Trung Quốc, rồi về Việt Nam đến ngày hôm nay đâu. Thì bây giờ thầy là từ thầy của mình đến chính ông này, và Thích Ca, Chúa Giêsu dạy xuống, tôi cũng có nói rồi, chính là thầy trở lại là Minh Sư Trần Tâm. Và tôi có nói thật, không có thì tôi chịu tử hình đây, tới đây những cái 12 ngày đêm không có thì tôi chịu tử hình rồi, kêu để ý đi. Tại vì thầy nói sau này có một thằng đệ tử là dốt nát, là nông dân, là nó sẽ như vậy đó, khùng điên, đầu đuôi gì, không ra gì, nói đầu không đầu, đuôi không đuôi, không liền nói đó, là thế này nó thật. Tại vì sau này phải kiếm một cái thầy đưa một cái người nông dân dốt nát như thế đó, đặng chi là cái khoa học nó mới bó tay với đất nước Việt Nam mình, nó mới phục tòng chú trọng mình, chú trọng mình. Giờ vấn đề là cái sinh đó là không có sao, tại đó là một cái gia làm việc rồi đó, là một cái sứ mệnh thật, không có sao chứ. Rồi vấn đề mà nói chuyện với chú Mười đó, cho cái chú Mười á là nói về Đức Lục Tổ sao lại là đến thinh vậy. Nhưng mà tại vì như thế này, tại vì tôi cũng thường nói từng ngày hoài đó, nếu mà huynh đệ mà ngồi nói chuyện mà nó không có hợp được thì tôi rất là khiêm nhường, tôi sẽ nín để anh chị đặng tất cả đều là thăng hoa hết. Nếu tôi khiêm nhường thì tôi được thăng hoa, và ở đây cũng không có một cái để ấu đả với nhau, điều là không gọi tôi muốn nói dụ chính nhiên đó. Thì 10 điểm thì mình khiêm nhường thì mỗi người được 5 điểm, mà nếu tôi phản kháng thì tất cả đều mất. Thì đó là vậy, tại sao là với chú Mười là tôi phải đến lắng lặng. Tại vì á là tôi cũng thường nói hoài đó, là tôi thực hành thiên cơ chứ không phải là nói thiên cơ. Thành ra là giống như chú Mười thì chú nói suông mãi hoài thôi, nói suông giống như tất cả vấn đề tôi nói. Nhưng mà tại vì bên hồi tối tôi cũng nói là bên văn và bên võ, chú Mười không về là bên đó là bên văn, tôi được về bên võ, mà bên võ phải thực hành khác với bên văn.
thành ra cái thao lược của bên dân đó là cứ nói hoài thôi, nhưng mà nó không có một cái móc khóa. Bởi vì tôi mới hỏi chú Mười, nó có một cách giải không? Chú Mười không biết vấn đề này giải được. Chú Mười là nói chợt qua về vấn đề là toàn là cái gì, toàn là trong bài không, chứ nó không có cái móc khóa. Thì móc khóa là tôi nói rồi đó, là cây rút xin vàng đó, là của vua năm là có móc khóa tôi nói. Nhưng mà tôi vừa nói là chú Mười cứ chặn ngang là tôi phải nín thôi. Tại nguyên nhân là tôi biết ai có phản kháng thì tôi là phải khiêm nhường, là để giữ cái gì lực lượng chung hết. Là ai cứ thăng qua là nó gì vậy. Thành ra là ai có phản kháng vấn đề cái câu này đó, thì tôi trả lời vậy. Tại lúc nào tôi cũng khiêm nhường, chứ không phải là tôi không biết trả lời, mà tôi trả lời khác. Tôi trả lời lúc nào cũng vậy. Từ trên mai á, tôi nói rồi, tu hành theo dõi tới mây xanh, theo dõi rồi nói chuyện mây xanh, người ta nói cùng điên hay ăn cơm dưới đất, nói chuyện trên trời vậy đó. À, tôi vừa phát ra cái gì nó vậy, người ta đánh tôi lại là tôi phải nín và tôi xin nhường đó là như vậy, chứ không phải là cái hơn thua đó là nói gì đó. Rồi xin chậm mình mới gọi là cường quốc đấy, tôi nói hoài như thế đó. Thành ra tôi xin nói tất cả đồng bào trong nhà ngoài nước, nhất là tất cả huynh đệ ai bình luận nói như thế đó thì nên để ý, cái mai mốt đừng có nói như vậy nữa. Mình để ý, tôi nói đây tới 20 tháng 9 đó, không có cho chuyện tử hình mà hòa bình thế giới là 12 ngày đêm tới thật rồi. Để đây mấy quý vị coi có không, thì để ý đi nghe thì phải mừng. Mình tôi kêu nghe mừng đi, tại sao mà hồi đó giờ người ta nói hoài không có, mình nói chết chóc không mà ông này cũng nói sao nghe sao nó lạ luôn. Mình để ý coi sao đây đó đâu còn bao lâu nữa, mà trong khi từ năm 39 đến giờ thấy ông nói suốt mãi hoài nhưng mà thấy có gì đâu, thấy không? Thì giờ mình phải để ý đi. Mà tôi là chánh tâm là hoàn hảo, về tu đi chạy bế thiện tôi cũng có nói hoài, là tôi cũng có giải trình vấn đề này rồi. Thì đến ngày hôm nay đó, cũng sẵn cái nhân viên đến đây là cũng đây là cũng đạo câu đài, cũng là bên chị Loan ở đây cũng đồng đạo, giống như là hồi sáng này đó là cũng là dân học dân nó cũng là câu đài. Thì hai cái chỗ này là đều giống của một mối đạo của nơi là dùng Tây Ninh. Thì đó tự nhiên đó là cũng phải cái gì cha mẹ mình sắp xếp đến đâu là sẽ gặp gì. Thành ra tôi thường nhắc cái câu đài là nhận điển quan là trong giáo lý thầy có để cái câu đài đó là cái con mắt trí huệ cao nhất là nhận điển là của Thượng Đế. Rồi đến thầy mình tôi cũng thường nói cái này đó, thành ra tôi nói cái này tất cả ai đã nói cái này đó thì nên để ý lại đi, rồi từ đây sao tất cả nghe rồi để ý đi coi cái việc này nó như thế nào, nó còn đâu bao lâu nữa coi có không, nghe không? Tại vì cái mạng người bây giờ tôi nói ai cũng thề cái này kia, nhưng mà tôi nói tử hình ai tử hình. Bây giờ hôm nay tôi nói gì là lặng lặng lên nhà nước mình hay chứ chậm hay, mà tôi nói về tất cả nhìn như là cái cộng đồng này, cái trên trang mạng này á, là cái của nhà nước kiểm người ta cũng biết hết à. Tại là cây có lệ lạc cho đất nước không, nên là nói là để cho là phản động đất nước không. Nếu mà tôi mà lịnh sinh là từ hồi năm 2018 cho đến 20 là cái bằng Vinh Giang cái lúa thiên đàng đó, nếu mà nhà nước mà đi xuống kiểm tôi không có thì người ta cộng hồi đó rồi, không phải là để đến bây giờ. Nhưng mà trong lúc tôi 20 rồi tôi cây lúa thiên đàng thì tỷ tỷ phần trăm đã cứu được chúng sanh rồi, tôi về tôi ẩn nhẫn đại thời cơ. Đợi thời cơ đến lúc thời cơ vào ngày tháng năm thầy có viết trong giáo lý, tôi ẩn nhẫn và tôi thực hành y trong đó. Thì bây giờ tôi xin chỉnh lại tất cả đồng bào trong ngoài nước và tất cả hội đạo mình nghe đi, rồi để ý đi, rồi tiếp tục nghe theo dõi đi. Ông này ông nói càng ngày như thế nào, giống như mình coi một cái bộ phim nào coi nó gây cấn như thế nào đó, mình phải kiểm lại. Tôi cũng mong tất cả huynh đệ mình rồi ai đó phải nhìn lại đi. Cái này là vàng thật, không phải là vàng giả. Tôi nói thật, rồi cả để đây rồi sẽ nhìn thấy. Rồi mình để ý đi mừng chứ. Có cái quả địa cầu ai nó còn có một, nó còn 8 tỷ mừng không? Rồi ai dám khẳng định là hòa bình thế giới không? Mà hòa bình thế giới mừng không? Thì bây giờ ông nói sao nghe mừng? Tại vì cái pháp màu á, xem chung cuộc không thành đại thế. Thầy nói là nó lẹ lắm. Thấy không? Rồi thần thông biến quá như miền Trung Nguyên. Cái thần thông nó lẹ lắm. Nó lẽ cũng như là bom nguyên tử giờ nó đang bắn, nhưng mà ông Phật ông bấm trước nó nữa, thành ra nó gần là quý vị đương nhiên phải cử người á, thấy không? Thì tôi cũng xin là khuyên tất cả mọi người nghe đi, rồi để ý đi, tôi nói là thật là làm thật, cũng là tôi nói là chính xác tỷ tỷ phần trăm hết rồi vậy đó. Chú ơi,
cũng có một số người bình luận là chú ba gọi dân chúng mình là chúng sanh, gọi chúng sanh là có tội với bề trên không chú ba? Thì cái này thì để tôi cũng nói cái vấn đề này, đúng ra đó là kêu cái tiếng chúng sanh mà không hiểu hình như nó nặng lắm, nhưng mà cái tiếng chúng sanh này đó thì đúng ra là Phật là mới nói, hay là thầy mình mới nói, nghe không? Thấy chúng sanh ngang ngược làm liều thì ông Phật cũng nói được, ủa thì mình nói cũng được. Tại cái tiếng chúng sanh là cái tiếng chung, là không ai cao thấp, đều cắt huynh đệ đều chung hết. Con người mình là được khai ngộ hết, là mới gọi là chúng sanh, là khai ngộ hết, không có nặng nề. Nếu người khai ngộ rồi, bởi tôi nói tôi đã khai ngộ, tôi ra tôi làm việc thì tôi kêu được để lấy cái cân bằng, không có phân biệt ai cao ai thấp, hay đúng hay sai, tôi có nói hoài, chỉ gom giống như ông Phật cũng nói. Bây giờ mình nói đã khai ngộ và ai tin, bây giờ tin không tin để đấy, rồi tiếng đó tôi xin thông báo là sự thật nó không có nặng, nói tiếng đó là nó rất là nhẹ hơn xưng anh xưng chị xưng bác xưng gì xưng dân dân hết đó, thì nó còn phân biệt, mà càng phân biệt chừng nào nó càng khổ hơn chừng đấy. Mình nói một tiếng đó là khai ngộ, là tất cả chúng ta đều là con của ông Phật, đều chúng sanh sẽ thành Phật hết, chứ cái đó nó không có nặng. Thành ra cái vị nào đó là phê phán vấn đề đó, mình niệm lại đi, không có nặng, nghe không? Nếu người khai ngộ rồi đều là nói một mực một mà thôi, chứ không có phần biệt phân biệt là tiên hay thánh hay Phật. Tại sao này mình hiệp nhất cùng cha mẹ mình, đó là tiểu thượng đế, cha mình là đại thượng đế, là hiệp nhất, không có còn phân biệt thánh tiên Phật gì cả. Rồi cái tiếng nói này là chỉ là cái tiếng để là đặt vậy thôi, nhưng mà đặt đồng chung một giác thể với cha mẹ mình, cái đó là để là vào cái cuộc hiệp nhất, rồi mới gây cuộc hòa bình và vào cái thời thánh đức, không còn tranh đoạt nữa, là chỉ một bản thể đó. Thì thành ra người nói này là tôi nói là nghiên cứu thì cũng xin cũng thông cảm, thấy không? Rồi mình cũng tôi vẫn nói gì được, không có sao đâu, tại bao gồm mình cái người mà đứng là muốn để hiệp nhất gì đó, nói đó không có gì hết, thì cũng là xin nói như vậy đó. Mấy mình đệ còn có gì nói tiếp luôn đi chú ba. Tại vì tôi viết hình như tôi cũng nói, tại tôi nói càng ngày càng nói sâu đó, nó càng ngày càng sâu, nhưng mà tôi thấy nó chưa đến ngày giờ là để sâu. Đúng ra là bây giờ tôi nói rồi, đúng ra giờ này là nằm ở nhẫn, nhưng trong thời gian mấy huynh đệ đều thấy có nhiều người ta ham mộ mình quá, rồi người ta cũng nói chuyện ra như hồi sáng này đó, cái clip mà cái cô Hồng Vân đó cũng nói ra toàn bộ là như mình nói hồi nào giờ, đó là những cái tâm linh du di cha mẹ mình đã báo cho tất cả đều giống như nhau, mà mình đang thực hành in hịch nhau. Bởi vì tại sao lần lần đó là nó nhiệm màu như thế, thành ra là tôi nói là chỉ một lần đầu tiên chỉ có gặp cái cư dân của bên cao đài thôi, nhưng mà cái cao đài lúc nào tôi cũng thường nhắc hoài đó. Trước hết đó là thầy mình đó là ra cái cao đài xong là điển quang này nhận từ đỉnh đầu với cái mắt trí huệ nó cao, đúng là mắt của bên Phật mình đây là mắt thứ ba đây thôi, nhưng mà cái con mắt của cao đài từ đây mà mình thiền định đó quý vị. Thiền định đúng ra nha, mà mình thiền đó mà nhập định để mà mình nhìn được đỉnh này đó, là mình nhìn là cái hào quang tới chỗ này có đó quý vị, chứ không ai có đâu. Mình tin nhắm con mắt là mình canh chỗ này, nhưng mà đến chừng mà nó khai ngộ được điển quang là nhìn tới nóc này đó quý vị, chứ không phải là đơn giản, thấy không? Thành ra là tại sao cao đài lại tôi nói được có một người này mà đồng với mình, cha mẹ mình sắp hết. Tại cái đài tôi nói lúc nào tôi cũng nói là có người cao đài, nhưng mà cao đài cũng giờ đang trong một vị gia để tam giáo nguyên nhiên là ai đây, thấy không? Thì tất cả đều từ Phật Thích Ca trở xuống Đức Bình Giáo Chủ, cái năm 39 cuối cùng là đều giống nhau hết, một thứ một thôi chứ không phân biệt gì cả. Cha mẹ mình đó chuyển tiếp mãi để nuôi các con đến cái ngày tận diệt, là cha mẹ mình có một cái sự sắp xếp hết để cho quả địa cầu này không bao giờ bị diệt được. Tại vì cái cõi Ma Dương này đó là Ma Dương cũng đều là con của Thượng Đế hết. Rồi thành ra đó là lúc cái thời gian tu học của thầy Phật Thích Ca, cũng biết Bà La Môn mà là thầy Tú thầy có giải đó, thì từ cái đó nó là tống cao ngã mạng, nó muốn phản thầy, nó muốn phản thầy phản bạn, thành ra nó mấy cái cuộc này nó sau này nó phá đệ tử Phật. Thì tất cả là huynh đệ không, nhưng bây giờ nó đã lộng hành lên thì cha mẹ mình có cách để mà xử nó đó, đều là giống như nhau hết.
Đó, thầy nói cứu lương hiền chứ chẳng cứu người hung của mình không phải hung đâu. Vịnh tôi thần nói hung đó là ma dương, hung là những trong vô hình, những người hung là trong cái con cái thử này nè. Người muốn lò dạng vật qua lát ở cây bị đài bị đọa cái đó mới gọi là hung. Cái người này tôi nói bây giờ nếu mà giờ nói người hung cứ là nói người chúng sanh mình hung không, không có không phải hung. Tại vì thầy đã diễn ra cho mình biết để mình nhìn vào qua người mới sanh tánh thiện trời danh thì sao mới tập nhiễm lại danh nên tật xấu cho mà tính những câu này đúng chứ tôi không cần nói hoài nhưng mà nó phải vịnh vào tại vì nói đi tại vì không phải giống giảng viên mà phải cần nói hoài nhưng mà tại vì cái thực hành cũng phải vịnh vào cái đó một chút. Bữa nay nói đứt này đứt kia rồi người ta coi đứt này đứt kia không được thì coi đứt khác thì nói chung ra là tại vì nó về nó không có cần nhiều tôi chỉ nói gom gã là bao nhiêu đó là dư trong đó rồi đó nhưng mà cũng phải thời gian dẫn dẫn thì cũng phải có một hai câu hay những cái câu nào ta bình luận mà nó nghe nó hơi trái đó thì tất cả huynh đệ đây á người hỏi cho nó như thế nào để tôi trả lời như thế nào đó thì đó là như thế đó đó thì nếu mà nói nữa thì cái sâu nữa vài bữa đi vài bữa đó là tới từ ngày 18 tháng 5 nó lên bắt đầu cái biểu hiện là tôi nói sâu dữ lắm. Như hồi sáng này tôi nói cũng phù hợp với cái cô dân đó là nó cũng hó lộ lộ hơi sâu sâu một chút rồi đó đã rồi đó nhưng mà tạm tạm đó, đó thì nó là như vậy rồi huynh đệ có gì hỏi nữa thì hỏi. Chú ơi cũng có hỏi giờ là như thế này chú ba thường thường là đi đi núi hoặc là đi Cần Thơ hoặc đi Bến Tre bữa nay thì đi về Tây Ninh là ý như chú ba là đi cái bản này là để làm gì vậy chú ba? Thì đó thì hồi sáng này đó mình cũng có lên tiếp tới nhưng mấy người nói gọi vậy mình đi á đây cũng về cái tâm linh của cha mẹ mình sắp xếp nhưng cái về vấn đề câu đài á thì mình cũng mong ước một cái ngày để gặp huynh đệ giống như một cái hiệp nhất để cho một cái sự để mà hòa đồng là hiệp nhất giống như thầy nói sáng mình nói rồi đó thì đi đâu á thì cũng phải có một cái vấn đề hết đó là cũng một sự sắp xếp nó không phải là đầu óc mình tính được thôi muốn đi là đi mà vấn đề là ý là vấn đề gì có thể chú ba nói sâu sâu hơn chút được không chú ba? Thì đó thì vấn đề đó là bây giờ người đã có điển quang lực lượng ánh sáng điển quang đi tới đâu cũng dần dần nó sẽ so được cho tất cả huynh đệ hoặc là tôi cũng có nói những người mà du di của cha mẹ mình điện có những cái dòng đi ra đi vô đó, rồi bắt đầu mình gần gũi với nhau rồi bắt đầu lần lần từ cái lực lượng ánh sáng mình đã nhận được cha mẹ ra làm nhiệm vụ rồi lần lần mình nói hoặc là gần với mọi người đó lần lần những cái ánh sáng này đó nó sẽ lan tỏa những người đó rồi cái những cái ga vô nó sẽ đóng lại trở về cái giác tánh chân như của mình thì cái đó mình cũng vừa nói rồi đó thì cái đó đó là nó cũng là nằm trong một cái sứ mạng để đi để làm những công việc đó mà công việc này tôi đã nhận để đi làm việc đó là rất là nhiều việc nhưng mà bây giờ cái cuối cùng này nó còn bao nhiêu nữa là nó xong của thượng đế của cha mẹ mình đang dạy với con nhưng đến ngày hôm nay nó chưa có được một cái sự thống nhất và đóng đó rồi giờ đóng lại là như hồi nãy tôi có nghe cô Loan nói về vấn đề niệm về cha Ngọc Hoàng và mẹ mẫu đó thì bây giờ mình niệm chánh trở lại là mình trở về chánh niệm của mình đó là mình trở về cái giác tánh là câu thông thượng đế lúc đó là mình trở về bản thể chánh của mình và giác tánh tự nhiên mình tìm lại và lúc đó mình là thao lượng mình càng cao hơn ca hát thì nó cũng phải cao nó có lực lượng nó sẽ lan giải được là quả địa cầu này nó sẽ ra được cái thái bình nó sẽ so hết tất cả nghiệp chướng được hết nó thành ra cái sứ mạng này nó đang vậy nhưng mà nếu mà mình nói sâu thêm nữa thì cái người ta không hiểu ông làm như là giống như thật ngày xưa hay gì nhưng mà người ta có ta tại bây giờ là chàng giang đại hải không phải riêng mình anh tôi nói bây giờ là bên là thanh hải vô thượng sư nè đó rồi mắt tay luma tôi nói hoài á rồi kỹ nguyên tất đều bây giờ có điểm quan hết người ta đi làm việc được hết trong du di ngũ di nhưng mà bây giờ cái người để nói ra là cái người sứ mệnh là giống như bổn phận tôi phải nói bằng cái vạch tiệt ra là ngũ di và phải xưng phải nói rồi những người ta bây giờ người ta làm việc ta âm thầm đi làm đến đó ta so được hết nhưng ai hay ai biết nhiều khi người ta đi đến đó người ta biết nơi đó có một cái nghiệp trước ta đến đó ta ngồi chơi thôi hoặc là người ta ngồi ta nhìn trời nhìn đất thôi nhưng mình ta sẽ làm việc được hết đó cái đó mới gọi là du di điển quang của cha mẹ mình là thượng đế đó thấy không thành ra là nói với đệ nghe là lúc nào cũng phải có hết đó mình
À, chú ba ơi, có một vị khán giả họ nói là gì nè chú ba, là Minh Sư không có dạy học trò ra ngoài rao giảng những vị thấp kém như vậy là sao chú ba? Là thì á, là nói như thế này, tại vì á, là mỗi một vị Minh Sư á, là nó có khoảng là 20.000 tín đồ, thì 20.000 á, thì mỗi người nghe Minh Sư giảng thì cứ việc là mình hành theo trình độ của mình, ai biết chi và việc phải cứ làm giống như thầy, rồi tất cả Minh Sư hai cha một mẹ mình cũng y như thôi. Tại vì cõi Ma Vương cha mẹ mình không bao giờ mở cái miệng ra giảng cái câu nào con phải đi làm việc đó, không bao giờ đó. Rồi là những cái việc gì dính trong thiên cơ bắt đầu là không, nhưng mà chỉ kể những cái chuyện như thế nào rồi mình quan sát vào đó, mình mở trí huệ là mình thực hành và mình đi làm. Cái đó là tùy theo mọi người, nói thì nói như vậy nhưng mà mọi người là tùy theo cái trình độ mình tu và mình trai ngộ rồi mình hiểu và biết để làm. Chứ bây giờ ba cái hiện nay đó là cũng không bao giờ là cha mẹ mình kêu và cái việc đó như thế có, nhưng mà không có nói vạch đẹp ra. Nó thành ra là mỗi người làm mỗi việc thôi. Rồi. Đó thì đó là nó như vậy. Chứ đúng ra đó là không ra, bởi nãy tôi nói đúng ra không cần ngôn ngữ, nhưng cái người ra làm biết và khai ngộ, nhận được điển của cha mẹ mình, nhận sứ mệnh đi ra làm hữu duy thì phải nói. Rồi những người tôi nói đó, những người ta làm du duy mà ta âm thầm thì nãy tôi vừa nói là đại vừa hỏi đó, nó có chứ không phải âm, nhưng mà tùy theo mỗi cái trình độ, mỗi cái căn cơ của người thiền định, rồi nhận được như thế nào điển của cha mẹ mình, rồi câu thông thế nào cha mẹ mình dạy rồi được quyền làm. Bởi vì đâu phải là ai giống như ai đâu, nó tu không ai giống như ai, mỗi người mỗi một cái khai ngộ duyên hết. Bởi vì đó là cái câu là 84.000 pháp môn đó, cái nào nó cũng đúng hết. Rồi bây giờ mình cũng nói đúng sai chỉ là một mà thôi, thấy không? Thành ra không đúng và không sai đâu, thấy không? Thì đó là tôi trả lời vấn đề là nó như vậy. Ok, cô Loan lại đây ngồi vậy. Kết thúc cái video này đi rồi đào cái video đi rồi. Vậy thì thôi thì cái này thì cũng xin tạm dừng của cái video này lại, cũng xin chào tất cả đồng bào trong nhà ngoài nước và tất cả vấn đề.